thường trong cái cột của mình đó, mình sử dụng hai loại cột. Thứ nhất là dạng cột xoay này, có nghĩa là cái cột nó có cái bánh ra và nó có thể tự xoay được. Thứ hai là dạng cột đứng. Dạng cột đứng thì nó chỉ đứng thôi, nó không xoay được. Thì cột đứng thì nó thích hợp cho mình tập những cái động tác cơ bản và những cái tập luyện về sức bền cũng như là sự cái lực để cho mình có thể làm những động tác khó. Còn khi mà trình diễn thì đa số mọi người sẽ trình diễn bằng cột xoay, thì cột xoay nó sẽ tạo nên hiệu ứng xoay, nên mình chỉ cần tạo dáng tốt trên cột thì trên cột sẽ tự xoay, sẽ làm cái động tác của mình nó cảm xúc hơn. Và chắc là mình sẽ nhờ hai bạn học viên trung tâm ra đây để cùng hướng dẫn với mọi người về một số cái động tác cơ bản của múa cột ha. Trung tâm mình đây là Duy, Trang, hai bạn cũng học múa cột với mình được 1-2 tháng rồi. Các bạn nhảy cũng tốt lắm, nhưng mà hôm nay thì chỉ giới thiệu cho mọi người, cho nên thì mình chỉ giới thiệu một số cái kỹ thuật căn bản thôi nên là các bạn. Trang này theo Như ha. Đây là một cái bước căn bản của múa cột ha. Mọi người trụ hay đứng song song với cột được ha, đứng song song với cột, tay phải cột được ha. Là nhớ cái cổ tay của mình đó, nó siết vô được ha, cố gắng giữ thẳng từ cổ tay cho đến khớp vai được ha, cũng đừng có nhô vai mình lên, thả lỏng cái tay mình, càng thả lỏng càng tốt. Chủ yếu là cái điểm nắm này là vừa phải lực mà nó chắc được ha. Rồi thân người thì lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với cột. Rồi sau đó mình co chân phải lên nè, rồi móc vào cột và cái khớp gối của mình ép sát vào cột luôn được ha. Rồi từ đầu gối cho tới hông là mình giữ một đường ngang được ha. Rồi mũi chân duỗi ra, rồi ép cái phần bắp chuối của mình sát vào với lại đùi, để chi, để cái phần khớp gối này nó khóa lại cái cột ha, thì nó sẽ giúp mình tạo dáng ở trên cột được ha. Rồi cái thứ hai mọi người cần lưu ý là cái xương hông của mình ha. Một số bạn á, thường á, khi mình ép vô nó sẽ bị, có nghĩa là bị gặp cái xương hông vào trong ha. Như vậy gọi là gặp xương hông vào trong là sai ha. Và mình muốn đúng á, chính xác và cái dáng của mình lên được tốt thì cái xương hông của mình phải mở được ha. Rồi lên tay, sau đó mọi người tạo dáng nè, tay trái đặt vào nắm chắc, rồi lên dáng thích. Đây là dáng cơ bản của múa cột ha. Rồi khi mà người lật hông về sau là nó sẽ bị tình trạng này là bị rớt cái chân ha. Khi mà cái hông mình rớt xuống là cái hông mà mình chì xuống là sẽ bị rớt cái người xuống, cho nên mình phải quán giữ cái hông ngang để cho nó giữ cái người mình lên cao và như lên lại. Đó, đúng rồi, tốt. Đó, đây là dáng ha. Đúng rồi, rồi. Được ha. Rồi đối với loại cột đứng á, thì khi mình lên dáng á, mình phải dùng lực để mình xoay ha. Và đối với cột xoay á, thì mình cần lên dáng thì cái đà mình bật nhẹ thôi là nó sẽ tự xoay tạo nên cái dáng rất là đẹp ha. Rồi như thử đi đây. Đấy luôn. Đó, mà mình thấy không, rất nhẹ nhàng được ha. Rồi như cái dây làm thử cho mình xem. 1, 2 xoay 3, 4 đó, rồi hạ chân hạ, đúng rồi. Rồi mình chỉ làm một cách động tác tiếp đất ha. Rồi lên chân, rồi tiếp tục lên. Rồi khi muốn tiếp đất là cái phần chân không khóa cột mình sẽ thả xuống trước, rồi tiếp sau đó là phần chân khóa cột được ha. Rồi bây giờ với động tác này á, cùng một cái khóa chân nhưng mà có thể thay đổi cái kiểu móc chân để tạo nên nhiều cái dáng khác nhau. Bây giờ là Như với Trang sẽ xoay một vòng và tạo nhiều cái thế chân khác nhau cho mấy bạn xem thử nè. Rồi chuẩn bị 1, 2 xoay, rồi một thế khác, đúng rồi đó, một thế khác đó. Đó thì chỉ cần một khóa chân cơ bản thôi thì mình đã tạo được nhiều dáng rồi, thấy không? Thì mình sẽ thử có thể phiêu được nhiều động tác trong cùng một cái kỹ thuật đó thôi, được ha? Bây giờ thử thể hiện ở nhẹ, rồi Như với Trang thử phiêu nhẹ nhẹ rồi. lên cái cơ bản là thử ba cái móc chân lên này được ha. Don't be sad, don't be sad.